Nè em lấy bao nhiêu nữa? Thôi em lấy ra. Rồi. Mẹ đi mua bệnh. Không có. Mày đang bán đây mà. Cho người ta ngồi trong. Rồi, cho người ta một bịch bên đây nè. Một bịch ngồi trong kẹt cái anh chị mà. Ờ, có người mà bị khiếm thính á. Khiếm thính. Hai phần C ơi. Mày đi đâu ạ? Mấy phần? Hai phần. Ba phần của mà. Cho lấy rồi. Có đó cái gì ạ? Chị, đừng để gác bên đây. Nhà của người. Chị ơi, nhưng mà mỗi khi là quay xe là chị đi đâu? Có đi đâu đâu ở đây mà. Trời biết sao không? Ở đây mấy chục tỷ nằm trong đây. Người ta... Sao? Nó ở quê lại nó muốn nằm. Đã bóp chú chị á. Ấy. Chanh dây đâu? Chanh dây đâu? Chanh dây, ok, chanh dây. 3 bịch bánh tráng. Đưa 3 bịch bánh tráng. Đây 3 bịch. Dạ cho ông xin 90 đi chị. Sơn ơi 3 bịch đây. Dạ đi. Ở đây, ở đây. 3 bịch đâu? Rồi đem ra ngoài đi, đứng ra ngoài coi có khách không? Phụ. Ok. 2 bịch. 2 bịch này cô. 2 bịch của chị này, 2 bịch đâu? 60. Đó. Nãy giờ có bán gì trong đây không? Chưa chưa chưa, còn bịch này là chưa đưa tiền. Ok, ở đó. Ok, ok. Hả? 3 chục. Đến 5 chục. À, ok, 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 ok. Trả tiền nước luôn. Tiền nước luôn. Hảo ơi, Hảo. Tiền trên dây. Trên dây đây của ta nè, chưa đem ra nè. Trời ơi, thiệt mọi người, em quại, em gầu lắm mọi người ơi. Giác đây mấy chục tỷ, em gầu lắm, em thiệt á. Em không dám buông ra luôn á. Em thiệt mọi người á. Nè, em lục cho mọi người coi. Thiệt mấy chục tỷ ở đây nè. Ê, mấy anh YouTube cho em lại nha, công nhận cướp nó vô nó cướp em á. Ê, này là đồ tắm. Mà là chưa tắm đúng không? Còn mới. À, cục sạc đều đa năng. Đợi, đợi tí xíu. Che lại nha. Điện, cái điện thoại thiếu nha, từ từ. Mọi người ơi được, che lại coi chừng ăn cướp nó vô nó thấy em nó cướp em á mọi người. À thun đồ cột tóc, quên. Mẹ có chừng lấy lộn nha. Chết mẹ cái, trời cái điện thoại xịn. Chết mẹ, có chai dầu xanh nữa trời, từ từ. Từ từ, nó từ từ, nó tới mấy chục tỷ lận á, từ từ. Đừng có đòi hỏi được rồi. Chết mẹ. Cái hộp quẹt, ở chết mẹ, hộp quẹt khè. Hả, hộp quẹt theo đốt nhang. À, kẹo ngậm. Từ từ, tiền tỷ không à, nhiều. Đừng có đụng vô. Mông chưa tắm, chưa tắm. Đợi mua xong mới tắm nè. Bây giờ mày đi ngang mày thấy hôi nách không? Trời ơi, từ từ. Lăn nách. Ủa, sao mà nó con trai? Hết mẹ rồi. Ở đâu mà có mấy chục tỷ mấy cha. Trời, mấy cha quay khí thế. Mấy cha nghe nó. Mấy cha nghe. Bởi vì biết sao mà YouTube không nổi tiếng là vậy. Ủa, kênh mình là kênh gì vậy? Trời, YouTube để tôi quảng bá. Trời ơi. Trời ơi là trời. Không có tiền đâu mấy cha quay khí thế nghe em nói mấy chục tỷ mấy cha chỉ máy quay nhiệt tình. Nè mấy cha. Đó hết tiền rồi nè. Chứ mày chỉ lăn con trai mà chị. Ủa mày sao con gái mà lăn cho nó ra. Chị ơi đàn ông. Đó mùa đi. Em mùa đàn ông. Biết không chị thiếu thốn đàn ông quá. Chị muốn mua hửi được cái mùi lăn nách của đàn ông. Cho nên chị mới lấy cái này ra chị lăn nách. Chứ mấy em đừng để ý kỹ của chị làm cái gì. Nhiều chuyện quá mấy má. Cái gì con? Bánh tráng đúng không? Rồi, bây giờ con đem qua bên kia giùm cho mẹ. Có người đặt hai bịch. Ở chú Trang Gia Lào á. Ủa
Ok chị, su su đâu? Em dưới su su nè. Su su. Về đưa cho ba đó. Sâu sâu. Ra ra ra. Để ý chịu khó để ý mấy chiếc xe đưa ra chi vậy? Có khách không mà để qua kia đường. Coi chừng, coi chừng. Coi chừng. Bánh tráng chiên ăn chưa? Ăn được ok không? Vô ngồi đi em. Hôm bữa đi cả không có ngon đâu mà để xúc xích được. Hôm bữa là để không phải không? Để không nó chưa có không, tại vì nhiều khi người ta thích ăn xúc xích này. Phần của mình. Cái gì? Con. Mẹ ơi, thôi. Tụi mày bán bánh tráng đi chăng, tụi mày môi giới gì đó. Không, đang đứng đường. Đứng đường. Mình ăn đây phải không chị? Rồi cởi khẩu trang ra mứt em đền cho. Rồi mời chị vô đây nè. Vô trong đi chị. Em ngồi đây nè. Đó. Chịu khó nè, chịu khó ngồi đây nè. Bán nhưng phải để ý xe bên đó. Mẹ. Mọi người. Xe mọi người á. Là theo kiểu là mọi người cứ để bên đó. Mọi người tụi em sẽ luôn luôn ngó. Mọi người chịu khó khóa cổ xe lại. Mình dựng để đúng vị trí nhưng khóa cái cổ xe lại. Để cho nó để gọn được. Tại vì ngày hôm bữa cũng có ông đây, ông gửi xe. Ông gửi chiếc xe hơi. Mất 4 cái bánh xe. Ok ok. Hả? Chị nát ra làm áp thử coi. Đứng lên mẹ mẹ mẹ. Thôi áp giả tạo quá. Cái áp nhìn đâu trắng trẻo, mặt tôi đang lùi lùi mà giờ chỉnh áp nó trắng trẻo quá vậy trời. Thôi mặc đơn giản ra cho camera thường đi má. Thì cứ camera thường đi. Đâu con cái máy ga thường nó tự nhiên hơn, đúng không? Tự mấy em chỉnh áp nó ghê lắm. Chỉnh áp không phải là nó ghê mà coi như nó giả tạo. Không đây, tự xứ đây mẹ. Không. Ê, tự xứ đây mẹ. Cái máy ga thường là tự nhiên nó không có điều chỉnh mình mắt mi mội. Có mấy má khi chụp hình cái máy ga áp nhìn nó giả tạo. Ừ cái này nè, cái máy ga thường nè. Má. Cái máy ga thường ghê quá. Chỉnh áp đi em. Chị quyết định là chỉnh áp cho chị. Áp camera ga thường ghê quá. Nhìn tưởng ma không đó. Hỏi cho ai vậy bà nội? Hồi nè. Tụi xuống đi mở. Tại chú tôi. Số phận thật là buồn, vì mang kiếp người lạc lối. Hai cái bánh tráng chiên đúng không? Một chiên với một cái gì, cái gì? Một chiên với một trộn. Một trộn đâu? Rồi đậu xe xác vô đi em, đậu xe xác vô đi. Đợi chiên nè. Ủa mẹ chăm gái hay gì vậy mẹ? Ai? Mẹ chăm gái hả? Trời, tôi giữ vỏ biết bao nhiêu tỷ bạc trong đây, phải giữ cho nó kỹ. Là không biết người ta. Có rồi đúng không? Cho miếng coi. Cho tôi một miếng coi. Đó. Ngon mọi người. Huệ My.
Quế My, em năm nay nhiêu tuổi vậy Quế My? 18 tuổi. Ba con. Cái gì vậy trời? Alo, trung tâm Chí Hòa xin nghe. Ừ.